Cầm ai lít cu thủy thủ mặt trăng kiểu. Không có đủ level nói chuyện với chị đâu ha. Hôm phức kiếp. Đặt ống nè. Hôm phức kiếp. Đặt ống nè. Nồi cháo heo. Đó. Hôm phức kiếp. Thì chúng ta sẽ ăn mì. Trời ơi nó thơm nè. À, chết rồi em ơi. Hôm phức kiếp. Nồi cháo heo. Đó. Nồi cháo heo. Đó. Đố bắt được em. Đố anh bắt được em. Không bắt được làm gió. Ôi ôi. Đi à. Giỡn mặt hả? Nồi cháo heo. Đó. Đặt ống nè. Nồi cháo heo. Đó. Nồi cháo heo. Đó. Ta sống trên đời này hãy biết quý giá những gì mình đang có và đừng bao giờ mà tham vọng quá. Chỉ trừ khi mình chết xuống lộ mới biết mình trọn vẹn thôi. Bao nhiêu tài sản, bao nhiêu của cải chết có đem xuống dưới được không? Hay là cũng để đó? Đó thì nói như vậy thôi. Trời đất ơi, tự nhiên cái tôi tỉnh lại liền luôn. Tự nhiên tôi hết hồn rồi. Thôi thôi, trời ơi, thôi thôi. Thôi, tôi sợ lắm, thôi tôi không quay lại. Thôi, làm đi tôi không biết. Thôi 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 thôi. Trời ơi, tôi sợ quá. Thôi tôi không biết á nghe, tôi không biết á nghe. Trời ơi, cứu tôi, trời ơi, chết tôi, trời ơi.
thời mày rồi, mày ghẹo đúng nơi, đúng chỗ, đúng ngày chôn của mày luôn rồi đó. Tao cho mày chiếc này vô tù mày ngồi nè.